xin đưa tất cả quý vị an toàn để chúng ta có thể chuẩn bị khai mạc chương trình khu thủ phiếu và sự chứng kiến của tất cả quý vị chiều hôm nay. Kính thưa quý vị, tiểu bang Washington từ khi về Việt trình diện đến bây giờ, một sự kiện lịch sử và hôm nay chúng ta đã khai trường. Đó là đầu tiên là cái sự kêu gọi của các nhân sĩ, trong đó có nhân sĩ Phan Na kêu gọi sự đoàn kết của tất cả cộng đồng. Sau 2 tháng kêu gọi, hội đồng đoàn kết đã được thành hình, và trong buổi họp, hai buổi họp mùng 6 tháng 11 và mùng 6 tháng 8, 11 tháng 6 và mùng 6 tháng 8 qua 2 hội đồng đồng hương, thì hội đồng đoàn kết của chúng tôi đã thành hình, và trách nhiệm của chúng tôi là phải làm sao tổ chức được một cuộc bầu cử cho hội đồng đại diện của cộng đồng người Việt quốc gia tiểu bang Washington được đoàn kết thống nhất trên toàn lãnh thổ của Washington. Thì ngày hôm nay, mùng 9 tháng 9 năm 2017, một sự kiện lịch sử có 102 từ trước tới giờ, đó là cuộc bầu cử thống nhất đoàn kết cho toàn tiểu bang Washington. Xin quý vị. Và cái sự bầu cử này chúng tôi nghĩ rằng rất là thành công, vì có sự hiện diện của tất cả nhân sĩ đại diện các hội đoàn đoàn thể cùng tất cả tôn giáo, truyền thông báo chí và giới trẻ ngày hôm nay. Vậy để khai mạc cho chương trình khui phiếu, khui hai thủ phiếu ở hai nơi, Seattle và Tacoma, và để tiếp tục chứng kiến sự chứng kiến của tất cả quý vị hiện diện ở đây, gồm tất cả các đại diện tôn giáo, nhân sĩ, đại diện các hội đoàn đoàn thể và giới trẻ chứng kiến trong buổi khui phiếu và chứng kiến ngày hôm nay. Xin tất cả quý vị đứng lên để chuẩn bị làm lễ chào quốc kỳ. Xin tất cả chú ý nghiêm lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tiếp đến là phút mặc niệm để tưởng nhớ đến công ơn tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước Việt Nam qua bao triều đại với một chiều dài lịch sử oai hùng đánh đuổi ngoại xâm trên 4.000 năm văn hiến. Tiếp đến một phút mặc niệm cũng để tưởng nhớ đến những quân dân cán chính đã tranh đấu và hy sinh cho lý tưởng tự do, độc lập và hạnh phúc của toàn dân Việt Nam thuộc mọi triều đại. Và một phút mặc niệm cũng để tưởng nhớ đến những quân dân cán chính đã hy sinh mạng sống nơi rừng sâu biển cả trong cuộc chiến quốc cộng để tìm cách vượt thoát chế độ cộng sản tàn bạo của nhân đạo sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Phút mặc niệm bắt đầu. Tổ đình Việt Nam thuộc ban điều hành.
Và cuối cùng trong danh sách này là ông Bùi Đức Ly, Thủ tử Tổ Đình Việt Nam. Và nếu có những danh sách nào có khách nào đến sau, tôi sẽ xin quan trường tiếp. Và quanh Hoàng Văn Hoan, coi như là thuộc tập trường Việt ngữ Văn Lang. Trung Văn Lang xin tiếp tục làm bài. Và xin lỗi, chứ không có trong danh sách chúng tôi phải là bổ túc. Và để đi trước khi đi sâu vào nội dung thì chúng tôi xin giới thiệu hai cái liên danh mà ứng cử hội đồng đại diện của cộng đồng người Việt quốc gia tiểu bang Washington hôm nay. Thì liên danh thứ nhất tức là ông Nguyễn Công Khanh, xin quý vị cho một tràng pháo tay. Và liên danh thứ hai đó là một trùng loại trên chứa trẻ, nhà hơn chứa trẻ một chút, đó là anh Nguyễn Đô, xin quý vị cho một tràng pháo tay. Ngoài ra tiếp đến là chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ba vị trong ban giám sát của hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia tiểu bang Washington. Thứ nhất là ông Nguyễn Trọng Kiên. Thứ hai là ông Nguyễn Văn Bảo, xin quý vị cho một tràng pháo tay. Thứ ba là ông Huỳnh Thanh Bình, xin quý vị cho một tràng pháo tay. Thì đó là những nhân vật mà quan trọng trong cái buổi bỏ phiếu hôm nay đã diễn tiến như vậy. Và bây giờ để tiếp theo phần quan trọng, đó là phần tuyên bố lý do của ông chủ tịch hội đồng đoàn kết có trách nhiệm tổ chức cuộc bầu cử quan trọng lịch sử của tiểu bang Washington hôm nay. Kính mời ông Trần Như Lễ. Kính thưa quý vị lãnh đạo tiền thân, kính thưa quý hội đoàn, kính thưa các cơ quan truyền thông, kính thưa đồng hương và thưa các anh em sinh viên thanh niên học sinh, tôi thay mặt hội đồng đoàn kết người Việt quốc gia hân hoan chào mừng quý đồng hương đến tham dự bầu hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia quan tâm hôm nay. Sự hiện diện của bỏ phiếu của quý vị đã nói đến tinh thần đoàn kết xây dựng cộng đồng người Việt quốc gia tiểu bang quan tâm vững mạnh về mặt đối nội và đối ngoại trong tương lai. Và tôi xin trân trọng tuyên bố khui phiếu và kiểm phiếu trong ngày bầu cử hôm nay. Trân trọng kính chào. Cảm ơn ông chủ tịch hội đồng đoàn kết đã tuyên bố để khai mạc khu thường phiếu. Nhưng mà trước khi khu thường phiếu thì chúng tôi xin giới thiệu qua một cái thành phần cũng rất là quan trọng, đó là những người phụ trách thùng phiếu ở ta công an, đó là anh Trần Minh. Đó, Trần Minh là chị thùng phiếu đã phụ trách cái thùng phiếu ở ta công an đem đến cho chúng ta trước sự hiện diện của chúng ta trong cái thời gian thu thủ phiếu rất là đúng giờ. Xin quý vị cho mọi người có tay nữa để hoan hô. Và cách thức khui hai thủ phiếu như sau, tức là bây giờ xin mời quý vị trong thành phần kiểm phiếu và thành phần đại diện của hai liên danh xin lên trên để kiểm lại hai thùng phiếu tất cả nghiêm nhãn có cái gì nghi ngờ hay không, và nếu không nghi ngờ thì tuyên bố trước tất cả quý quý vị ở đây là
hai thùng phiếu có nghi ngờ hoặc hai thùng phiếu không có gì nghi ngờ. Xin mời. Mở thùng phiếu sẽ tổ chức do ông Trần Bá Hải sẽ bốc từng thang của thùng phiếu và giữ lên. Xin mời anh Cẩm Vọng và anh Trần Nhơn phụ trách ghi danh kết quả trên bảng của những liên danh. Kính thưa quý vị, tôi được xin tiếp lời của anh Xuân. Tôi xin giải thích cái cuộc kiểm phiếu hôm nay. Quý vị đã được anh Xuân giới thiệu hai thùng phiếu, không có gì là gọi là sát sủa hết. Thùng phiếu ở Tacoma đi lên do anh Minh, chị Thịnh đem lên đây trước khi rời ở Tacoma đã được niêm phong. Con Phạm Văn Bình, người Lâm Bình, ủy viên xã hội. Và một người nữa là anh Bình Minh, xin lỗi. Phạm Văn Bình. Phạm Văn Bình cũng đi tháp tùng để mà escort cái thùng phiếu này lên. Và thùng phiếu đã trình cho quý vị thấy rồi, được niêm phong hẳn rồi. Tức là đi giữa đường ông Minh với ba người vẫn có tham mưu. Lái xe. Lái xe. Ông nói rõ ràng lái xe bỏ thăm chị Thịnh và anh Minh. Anh Minh không có bỏ tham gì được, đã niêm phong từ dưới rồi, bác sĩ Dũng kỹ rồi hết. Còn thùng phiếu đây trước khi bỏ thăm là quý vị đã kiểm soát được thành công. Và thùng tại đây chúng ta đâu ai hỏi nhưng được thì quý vị đã chứng kiến rồi. Cho nên rất là sáng sủa, không có gì gian dối trong này hết, quý vị đã chứng kiến rồi. Và tiếp theo đây, sau khi đó tôi khôn thăm trước hết là mời chị Thịnh lên đây để kiểm cái thăm mà tôi lấy ra có đúng tên, xuống có đúng tên hay không, phải là tôi gian. Xin mời chị Thịnh lên đây. Và mời người thứ hai là một người đồng hương đã tham dự cho cuộc kiểm phiếu hôm nay là anh Trực. Xin mời lên đây. Xin giới thiệu với anh. Kính thưa quý vị, tôi sẽ là người khuôn thăm ra, bạch bóc đã thăm lên, tôi sẽ đọc tên những người mà hồi nãy giờ đồng hương và các công an chọn. Thì khi tôi đọc tên những người này thì chị Thân sẽ kiểm soát coi tôi có con mắt có lé đọc tên hay không. Và thứ hai, sau khi chị Thịnh kiểm soát rồi, đưa quan Trực là một người đồng hương đi bỏ thăm, không phải là ban tổ chức, để chứng tỏ rằng chúng tôi không có công ký nhau gì hết. Kiểm soát lần nữa, tiếp thăm tôi đọc, và chị Thịnh đọc có bị lé không? Để đọc có đúng tên không? Thì khi chúng đọc tên lên, thì trên bảng, anh Cẩm Vòng. Cẩm Vòng sẽ phụ trách hai cái bảng ghi phiếu là cho anh Khanh và anh Đô. Khi đọc tên là ví dụ cái phiếu nó chọn làm nô thì anh Khanh sẽ cầm trên cái này, và năm phiếu thì năm cái thành cái khung là năm phiếu. Và nếu tôi đọc tên ông giám sát là anh Kiên được một thăm, ông Bảo được một thăm, anh Quỳnh được một thăm, thì ông Nhơn sẽ phụ trách dành một người một thăm trên ba cái bảng đó. Quý vị như này làm ơn theo dõi dùm tôi đọc tên lên để mà coi mấy cái ông này cái tay chân có hoạt hoạt không khi tên này. Đó, thì sau khi cái thăm được điểm rồi thì anh Trực sẽ bỏ cái thăm mà đã chọn anh Khanh vào thùng này, và cái thăm mà có chọn Ngô vô cái thùng này. Còn ba cái ông này không cần, là vì
hai cái ngày liên danh tranh nhau còn ba ngày. Theo nguyên tắc là chúng ta phải có ba người giám sát. Sau khi chúng tôi mời gọi nhiều người lắm, vận động lung tung, truyền thông báo chí, thì chỉ có ba ông này chúng tôi hy sinh làm gì cho cộng đồng, ăn cơm nhà, gác nhà dội cho ba ông này đã. Và chúng tôi chỉ cần ba người thì ba người này chắc chắn ba người này sẽ đáp cử, nói thẳng như vậy. Còn tham nhiều tham ít là sẽ đi lên đây để ba ông này làm việc với nhau thì đó. Còn hai ông này chỉ chọn một liên danh như quý vị đã biết, cho nên phải bỏ vô đây thằng này để chúng tôi kiểm chứng về số tham này có đúng như thế này không. Quý vị hiểu cái thằng hai thằng tám này, tham cái thằng này là tham đã kiểm rồi, bỏ vô đây. Cái nào được chọn ông Thanh thì bỏ vô đây, cái nào được chọn ông Đô thì bỏ vô đây. Anh được sẽ là người. Đang hành anh Hạnh thì sau khi có thì thay, bây giờ thấy chấm dậy rồi. Thấy chấm dậy rồi quý vị ơi. Thì đó là cái thủ tục kiểm thăm rất là chặt chẽ, chính xác và không gì sai đổi, không có gì sai trái. Và năm cái ông mà ứng cử đây làm ơn cũng theo dõi nhìn. Không theo dõi mất quyền lợi là đúng thiếu nại. Ví dụ như tôi đọc đó là ông Đô, mà ông này kêu ông ghi ông Thanh sao? Anh đề ý trên á, chưa tố cáo ngay rồi. Thì đó, tôi muốn giải thích cho quý vị rõ ràng, không mất thì giờ thủ tục khui thăm kiểm thăm cho nó khui cho tôi 700 triệu anh làm thì không quá mất thiệt cái gì 700 triệu khui lên cho kiểm tra không, tôi phải giải thích cho như này biết thủ tục như thế nào. Bây giờ tôi bóc cái thằng thứ nhất. Thằng thứ nhất. À, liên danh 1, ông Nguyễn Xuân Thanh. Ông Nguyễn Xuân Thanh. Và giám sát Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo và Quỳnh Thanh Bình. Xin chị Thanh coi lại. Quý vị kiểm soát giùm nha. Nguyễn Xuân Thanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Thăm thứ hai, Nguyễn Xuân Thanh, Nguyễn Xuân Thanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo và Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Thanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Thăm thứ ba, thăm này, Nguyễn Đô, Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo. Cái này có một người là Nguyễn Văn Bảo thôi. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Quỳnh Thanh Bình. Không có anh Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên.
Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên. Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Này ghi rõ ràng lắm, không có ghi. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Đô. Cái này không có check cho người nào ban giám sát thôi, chỉ có Nguyễn Đô thôi. Nguyễn Đô. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo. 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 À, Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên. Nguyễn Đô. Nguyễn Đô. Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên. Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh,
Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Đô. Nguyễn Đô. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Bảo, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình.
Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh. Nguyễn Xuân Khanh. Nguyễn Xuân Khanh. Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình.
Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Nhân Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Nhân Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Nhân Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Nhân Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Nhân Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Ở Quỳnh Thanh Bình. Có nè. Có cái giống nè. Có giống Quỳnh Thanh Bình đấy. Đó thấy không? Kiểm soát gì mà không được. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Nhân Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Nhân Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên. Xin lỗi. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Nhân Bảo, Nguyễn Nhân Bảo thôi, không có hai người kia, Nguyễn Nhân Bảo thôi. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Nhân Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh. Cái dấu kia cũng rõ, để coi kỹ coi. Nguyễn Nhân Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Tại vì có nhiều cái dấu vết rất là mờ, khi viết mờ. Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Nhân Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Quỳnh Thanh Bình. Không có vô rừng sao? Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Quỳnh Thanh Bình, Nguyễn Bảo hợp. Đọc lại là Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Tại vì cái dấu của anh Bảo, nó xác cái dòng nó không thấy. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Nhân Bảo. Phiếu này bất hợp lệ vì có thêm hai cái tên trong này, cho nên phiếu này bất hợp lệ. Chỉ bầu ba người mà viết thêm hai cái tên gì đây cho bên phiếu này bất hợp lệ. Không đi. Nhưng mà hợp lệ cái chủ tịch không? Không, chỉ bầu ba người thôi. Không, nhưng mà chủ tịch. Chủ tịch hợp lệ nhưng mà cái thăm này bất hợp lệ, cho nên không có tính. Bắt đầu về bỏ qua rồi tiếp tục. Rồi. Kiểm tra có đúng không? Khi năm cái tên sáp sát là chỉ ba mà gì cái tính tên năm tên là không có đúng được. Nguyễn Xuân Khanh bây giờ lên bài để có đây không thế? Nhiều hợp lệ. Cái tuần thiếu ta có hợp lệ không ai bỏ đi. Đâu có đánh dấu trong không biết cái tên là thôi, người ta chọn, người ta viết tên là không hợp lệ. Đại nói biết là phải không? Nguyễn, bây giờ cái thăm này nha. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Nhân Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Nhân Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Nhân Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân
Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên. Xếp này mới nè. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo. Ở chi hình gọi đọc. Tôi đọc được rồi. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo. Bây giờ chị cần với anh trực nghe tôi đọc thì nhớ qua lại đúng. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Xin lỗi, Trương Trọng Kiên và Huỳnh Thanh Bình không có Nguyễn Đô, không có Nguyễn Văn Bảo. Cái phiếu này bất hợp lệ vì ghi chọn Nguyễn Xuân Khanh và Nguyễn Đô nữa cho nên bất hợp lệ, bỏ. Chị kiểm soát coi. Chọn hai người thì bỏ. Bất hợp lệ bỏ qua cái phần. Bỏ đây, bỏ rồi. Bỏ đó thì. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo và Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, xin lỗi, không phải Nguyễn Xuân Khanh. Nguyễn Đô, Trương và Huỳnh Thanh Bình thôi. Nguyễn Đô và Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh,
Trương Trọng Kiên, Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình, Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình, Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình, Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình, Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình, Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Xuân Khanh, cái phiếu xin lỗi, phiếu này không hợp lệ, tại vì tên ghi trong này Đinh Mạnh Hùng và Nguyễn Như Lễ gì đó là chặt lắm. Ủa, đúng không? À, để lát đi sao? Nguyễn Đô, cái này là Nguyễn Đô. Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình, Nguyễn Đô và Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình, Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình, Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình, Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình, Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình, Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo và Quỳnh Thanh Bình, Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình, Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Tạm ngưng tại đây để anh Nhơn thêm hai cái tấm của hai cái đó dài. Còn cái chỗ trống đó ghi tổng kết của cái bản là lo nhiêu? Để dành đi, khoảng một lát mình ghi tổng số. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình, Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình, Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình, Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Quý vị coi ở tắt các bạn chưa dở chưa biết nha, chưa biết ai đắc cử đâu. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình.
Nguyễn Đô, Quỳnh Thanh Bình. Trời ơi, mình có đọc lớn luôn. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nào khó. Cái này cũng viết sai, cái phiếu này có Đinh Mạnh Hùng với lại Nguyễn Như Lễ vô trong này. Bất hợp lệ cái phiếu đó. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Phiếu này không có ghi ai hết trơn. Bất hợp lệ. Thấy không? Không ghi ai hết, bất hợp lệ. Phiếu này cũng ghi chan, không ghi ai hết trơn, bất hợp lệ. Buồn. Chắc buồn. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Mời anh Sơn dùng xé cái thùng này trước chừng đi. Sắp xong rồi, xé thùng này dùng. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Có cái này này. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Cẩn thận quá. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Cái phiếu này á không có bầu cho đi danh nào hết. Rồi. Liên Nguyễn Xuân Khanh. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình.
À, Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Nhân Bảo, Quỳnh Thanh Bình cho đi nước của mình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Nhân Bảo và Quỳnh Thanh Bình. Anh Hưng sẽ thấy tôi động chân. Biết có phải hai người không? Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Như vậy là chúng ta đã kiểm xong phần phiếu của Sở Công An. Đây là phần phiếu của Sở Công An. Phần phiếu của Sở Công An. Bây giờ mới tới Sở Công An. Xin lỗi. Thùng vừa xong là của xe đồn và tiếp tục thùng của Tacoma hơi rộng ràng. Có ngựa gì ngựa không tôi không biết. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh đâu có đâu là bất lệ. Không hiểu đâu rồi. Có là ông phải đúng tên mới được, chặt tên là ông tên rồi. Cái nhìn mà cái đánh dấu nó đọc. Đúng nhìn mà cái đánh dấu nó đọc. Đúng rồi. Nguyễn Xuân đúng rồi, chứ bị như bảo thôi. Đúng rồi. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên. Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo. 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 Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên. Nguyễn Văn Bảo, Quỳnh Thanh Bình. Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo.
Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Văn Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Văn Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Văn Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Đô, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Đô, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo, Trương Trọng Kiên. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên. Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên. Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên. Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo.
Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Đô, Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Đô, Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình, Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Đô, không có chưa bầu được ai trong giám sát. Không bầu ai được thọc thắm thì thôi. Chỉ đôi đọc một người. Một người anh giám sát. Một người thì đọc một người. Một người thì đọc một người. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Xuân Khanh, 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 Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình, Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Đô, Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Xuân Khanh, 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 Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Xuân Khanh, 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 Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Đô, Huỳnh Thanh Bình, Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo, 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 Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo,
Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên. Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Cái máy mà rớt thì được tiêu rồi. Mấy chụp hình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Đô, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Đô, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên. Nguyễn Đô, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo, Huỳnh Thanh Bình. Nguyễn Xuân Khanh, Trương Trọng Kiên, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo. Lá phiếu cuối cùng. Nguyễn Xuân Khanh, Nguyễn Văn Bảo. Cái làm việc tôi không biết là thấy là
Với tổng số phiếu là 295 phiếu. Liên danh 2 của anh Nguyễn Đô với tổng số phiếu là 47 phiếu. Ông thắng bao nhiêu phiếu? 295 ạ. 295. Trời anh Kim, lớn thế. Quá trời. Quá tốt. Hơn luôn. Rồi bao nhiêu? Dạ 47 á. Mình có phiếu kháng á. Dạ mình có một số phiếu. Không có dính đâu. Không có dính. Ông ơi, ông Tư Kiên 243. Nguyễn Văn Bảo 342. Wow. Phải không? Đó. Tại vì nó bán nó mấy á. Mình có tổng số phiếu là 342 phiếu mà. 342 phiếu mà. 300 mình bao nhiêu đâu? Hơn 300 phiếu còn mấy phiếu. Cái này là mình rất là cộng rồi kia. Chứ không phải là tính tiền là đi nha, tính tiền là đi hay tính lên. Tính hay tính lên đó nha. Vinh Sinh Bình 224. Dạ thưa trước tòa quý vị, chúng ta có 6 phiếu bất hợp lệ. Xin nhờ anh Hành ghi vào biên bản luôn. 6 phiếu bất hợp lệ. Ok. Anh cầm microphone anh mới nói. Đó. Nhìn cái gì anh cảm ơn bác. Không gửi xin kính thưa quý vị, qua kết quả kiểm thăm đã ghi trên bảng thì có ông Liên Danh 1 là Nguyễn Xuân Khanh 295, Liên Danh 2 Nguyễn Đô 47, ban giám sát anh Kiên 243, Nguyễn Nhân Bảo 304 và Quỳnh Thanh Bình 204 và có 6 phiếu hợp lệ. Theo cái bảng kiểm phiếu này thì Liên Danh đắc cử là Liên Danh 1 của ông Nguyễn Xuân Khanh và 3 người giám sát đắc cử, số 1 là anh Bảo, số 2 là anh Kiên, số 3 là Quỳnh Thanh Bình. Quý vị ý tưởng có ai khiếu nại gì không? Và quý vị này có ai khiếu nại gì không? Cháu muốn hỏi là thế nào là một cái phiếu bất hợp lệ là tại vì theo như người Mỹ khi mà muốn bầu một ai thì cái trong cái phiếu đó phải có chữ ký, còn nếu không có chữ ký là cái phiếu đó cũng không có được bình chọn. Ở đây không có nói về vấn đề chữ ký là họ đã ghi tên như kia rồi, không có chữ ký, không có quan trọng ký. Nếu người nào bầu phiếu nhiệm là phải có ký đàng hoàng địa chỉ, và ở đây chỉ bất hợp lệ là gì, là
một cái tháp chỉ được ghi tên riêng gia gọi là ban chấp hành chỉ một cái tháp thôi, và ban giám sát là quyền tối đa là ba chỗ, mà nếu ghi không đúng cái đó là vô hợp lệ, chỉ có vậy thôi. Còn không ký tên hay ký tên cũng được, vì người Việt Nam mình không phải là người Mỹ, kêu họ ký tên họ ngại không có ký tên, cho nên chúng tôi phải hiểu tâm trạng của người Việt Nam, cho nên ký tên không ký tên được không. Nguyễn Xuân Khanh 295, ghi trên 2 Nguyễn Đô 47, Chẳng Hà 243, Tôn Nguyễn Ông Bà 314, Huỳnh Thanh Bình là 214, trong đó 6 phiếu, trong đó có 5 phiếu bất hợp lệ và 1, trong đó có 5 phiếu bất hợp lệ và 1 phiếu hợp lệ, 1 phiếu phiếu trắng hợp lệ, phiếu trắng hợp lệ, không phải hợp lệ. Điều đặc lắm mà chắc có ai là ở trong này, nhưng mà không tính vào cái biểu lộn đó là cho nên là nó đang gọi là những quyết nó không giống là của tổ mà nó không biểu lộn đó có mà nó không bảo lộn đi của họ nhưng mà nó không bảo lộn đi của họ. Đó là giờ chúng tôi xin tuyên bố ông Khanh đắc cử danh mục 295 và ba ông giám sát đắc cử hạng số 1 là ông Bảo, số 2 là ông Tư Kim, số 3 là ông Bình và Thanh Bình, ba người này đều nhắn xin cảm thông nào để cho đạo trọng năm trăm tôi kính mời ông chủ tịch hội đồng và đoàn kết lên tuyên bố lý do cách chính thức. Ok, xin mời ông chủ tịch hội đồng đoàn kết lên tuyên bố lý do cách chính thức là người lên danh nào đắc cử, người nào làm giám sát, xin mời ông đấy. Trước hết là tôi xin mặt và xin thay mặt cho đoàn kỷ niệm viện quốc gia tiểu ban quan tân tổ chức cuộc bầu cử hôm nay. Tôi xin thành thật cảm ơn tất cả quý đồng hương đến tham dự vào cuộc bầu cử hôm nay rất là hào hứng, mang lại những kết quả tốt đẹp cho chúng ta. Tôi xin chúc mừng thay mặt hội đồng đoàn kết người Việt quốc gia tiểu ban quan nhân dân hân hoan đón mừng chào mừng liên danh đắc cử Nguyễn Xuân Khanh. Chúng tôi cảm ơn ông chủ tịch. Xin mời ba ông giám sát này. And liên danh số 2 là Nguyễn Văn Đô không đắc cử nhưng mà sẽ đắc cử năm năm mới. Chúng tôi thay mặt hội đồng đoàn kết xin chúc mừng liên danh Nguyễn Văn Đô 3 năm tới sẽ là đại biểu tôi xin mời liên danh đắc cử lên trình diện giao lại phiếu cho ông lời nói đầu tiên xin gửi chúc sức khỏe và lời chào trân trọng đến tất cả những quý những cử tri và những quý vị đồng hương đã ngồi dành thời gian để tới giờ phút này để chứng kiến cái kết quả cuộc bầu cử chọn đại diện ban lãnh đạo cộng đồng người Việt quốc gia tiểu bang Washington và ba người giám sát là anh Bảo đã công chuyện đi về, thì chúng tôi có thể nói là mừng là vì chúng ta kể từ nay chúng ta sẽ có một ban đại diện xứng đáng để đại diện cho cộng đồng người Việt quốc gia từ bang Washington này. Chúng ta cùng làm việc, cùng đồng tâm với tất cả quý đồng hương, tất cả những vị, những bậc trưởng thượng, những niên trưởng và những người trí thức và kể cả những giới trẻ ở trong tiểu bang này, chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực để chúng ta xây dựng một cộng đồng tốt đẹp và vững mạnh, và với niềm hãnh diện và ý thức trách nhiệm của một cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tôi cũng xin hứa
sẽ mang hết tâm huyết để cùng tất cả quý vị đồng hương xây dựng một tiểu bang Washington này thật vững mạnh, tốt đẹp, và phải nói là với một niềm, với một cái niềm chính nghĩa quốc gia. Và tôi cũng hy vọng là tất cả quý vị cũng đứng sau lưng yểm trợ, cố vấn, góp ý xây dựng cho cái ban đại diện của cộng đồng người Việt quốc gia tiểu bang Washington này, và đặc biệt là quý vị, ba quý vị trong ban giám sát này sẽ có những cái hoan nghênh hay là những ý kiến hay là những cái góp ý để cho cái ban lãnh đạo của đại diện của cộng đồng này được làm đúng công việc và đi đúng đường, đúng với nguyện vọng của tất cả đồng hương, đồng bào của tiểu bang này. Và cái quan trọng nhất là trong cái tình hình sôi động như bây giờ thì chúng tôi cũng cố gắng sẽ trong vòng 3 tháng 90 ngày chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện một cái văn phòng để làm việc và liên lạc với tất cả các cộng đồng cũng như với chính quyền cũng như với tiểu bang. Và sau đó chúng tôi cũng sẽ hoàn thành cái bản mẫu quy, giống như là nói là cái bản mẫu quy chuyển dịch qua tiếng Anh để trình với tiểu bang và chính quyền địa phương. Và sau đó chúng tôi cũng sẽ xin phép để hoạt động của ban, của đại diện tiểu bang của cộng đồng, tức là xin cái license. Và sau đó tiếp đó nữa chúng tôi có thể là sẽ dính dáng đến về tiền bạc và tài chính, tức là sẽ xin cái non profit đó. Đó là những cái bước mà trong 3 tháng đầu 90 ngày đó chúng tôi sẽ cố gắng làm việc. Và cái ban đầy đủ, tức là phải nói là đầy đủ nhân sự trong cái ban đại diện cộng đồng người Việt quốc gia tiểu bang Washington này sẽ ra mắt quý vị trong một thời gian ngắn sắp tới, ra mắt tất cả trước mặt cộng với đồng hương, thì có đầy đủ chủ tịch, hai phó chủ tịch ngoại vụ và nội vụ, thủ quỹ và thư ký. Và chúng tôi cũng hy vọng là sẽ kêu gọi cái liên danh thứ hai, tức là anh đứng đầu thủy, liên danh hai là anh Nguyễn Đô, sẽ cùng tiếp tay với tôi với chức vụ là phó chủ tịch ngoại vụ. Với giới trẻ và với cái trình độ của anh Nguyễn Đô thì sẽ, tôi nghĩ là sẽ giúp cho cộng đồng rất nhiều về vấn đề đối ngoại. Thì quý vị cũng đồng ý không ạ? Và đó là cũng không nói được nhiều lắm, tại vì cũng giờ cũng trễ rồi, quý vị đã bỏ thời gian rất nhiều để đếm từng phiếu, hơn 300 tấm phiếu như thế này, phải nói là một cái kết quả rất là đặc biệt và rất là tốt đẹp. Và cũng một lần nữa cũng xin hứa với quý vị là sẽ làm tốt đẹp với những cái yêu cầu và những sự giúp đỡ của quý vị phía sau. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, ban hội đồng đoàn kết của người Việt quốc gia tiểu bang Washington này, theo như bản điều khoản các bản, sau khi ban chấp hành và ban giám sát cũng ban tất cả hoạt động này ra mắt thì chúng tôi sẽ tự động giải tán, và việc làm tiếp của ban hội đồng đoàn kết chúng tôi sẽ yểm trợ liên dân đắc cử và những anh em đắc cử để làm lễ ra mắt. Chúng tôi sẽ lo tổ chức cái đó và yểm trợ cho anh Khanh sẽ để đơn lên sở bộ ngoại, bộ nội vụ của tiểu bang Washington để xin một cái giấy phép chính thức hoạt động. Trước khi chúng ta hoạt động thì phải có giấy phép. Đó là những tương lai chúng tôi sẽ làm để yểm trợ hội đồng đại diện người Việt quốc gia tại tiểu bang Washington vừa được bầu lên. Thành thật cảm ơn quý vị đã ngồi đến giờ đó. Cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn.
xin cảm ơn. Và trước khi khai mạc, chúng tôi xin kính mời ông Chủ tịch Trần Như Lễ có đôi lời cảm ơn tất cả quý vị hiện diện tại đây. Xin mời ông Trần Như Lễ. Tôi xin trân trọng cảm ơn những cả quý đồng hương để sang ngày hôm nay.